Alo, xin kính chào tất cả các anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với channel của em ngày hôm nay. Thì hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm 2021. Thì chúng ta đi vào luôn cái thị trường ngày hôm nay. Thì chúng ta có thể thấy được là thị trường nó hôm nay nó không có quá nhiều biến động. Đấy, nó hôm nay nó chỉ giảm nhẹ thôi. Thì cũng như cái dự đoán mà cái video của em ngày hôm qua thì là hôm nay nó cũng có một cái nhịp điều chỉnh nhẹ. Thì đến chủ yếu là hôm nay đến từ dòng banh. Đấy, dòng banh thì hôm qua bắt đầu tạo đáy rồi và hôm nay tiếp tục là một phiên điều chỉnh để nó tích lũy lại xem là cái phiên giảm ngày hôm nay liệu còn ai bán không. Đấy, thì một lúc nữa thì chúng ta sẽ đi vào nhiều các cái mã dòng banh và em sẽ xem qua tất cả các cái mã mà anh chị đề muốn xem ở trong các cái nhóm Zalo. Đấy. Rồi thì thị trường ngày hôm nay nó không có quá nhiều biến động. Đấy, vốn thì nó cái khối lượng nó cạn kiệt. Hôm nay giao dịch chỉ có 20.000 tỷ thôi. Đấy, và cái số lượng mã tăng thì nó nhiều hơn, nó rất là nhiều. Đấy, nhiều hơn mã giảm. Đấy, chủ yếu hôm nay giảm là giảm dòng banh thôi, mà dòng banh thì mà các cái mã khác thì nó tăng thì toàn tăng trần thôi. CEO này, DG, SLC các thứ thì nó các dòng bất động sản nó tăng trần, nhưng mà hôm nay banh nó kéo xuống để nó tích lũy lại xem liệu mấy ông thấy dòng bất động sản nó nóng quá, liệu có bán dòng banh không, để mấy ông tạo lập, ông ấy thu hồi lại cái lượng hàng của bên dòng banh. Đấy, thì liệu thử cái tâm lý xem liệu các ông có đu sang bất động sản hay không. Đấy, rồi thì chúng ta xem qua. Đấy, hôm nay khối ngoại nó bán dòng. Đấy, tầm 11 12 tỷ đi. Đấy, thì hôm nay vẫn là tập trung ở mua STB này. Tập trung mua STB này, Vietcombank này, hôm nay FLC được mua rất là nhiều. Mua được 1 triệu cổ phiếu. Hôm nay mua hơn 1 triệu cổ phiếu thì phải. Đấy, FLC em xem qua nhá. FLC, đấy mua hơn 1 triệu cổ phiếu mà bán chả được bao nhiêu cả. Đúng không ạ? Thì Tây nó liên tục nó gom mấy ông bất động sản. Đấy, thì hôm nay anh chị để ý là cái phiên ngày hôm nay thì cái biên độ dao động của nó cũng khá là hẹp, đúng không ạ? Rất là hẹp thôi. Nó lên nhưng mà nó lên nhưng mà nó không lên đáng bao nhiêu, chạm vào 1.500 rồi nó lại nó đạp xuống. Đấy, đạp xuống tầm 1.487 là nó lại kéo lên. Đấy, nó không có quá nhiều cái biên có quá nhiều cái giao dịch trong ngày hôm nay. Đấy, dường như là hôm nay là cái phiên test cung của thị trường, liệu xem sau một cái nhịp giảm hôm trước còn ông nào thoát hàng hay không. Đấy, hôm qua hồi phục rồi, hôm nay liệu ông nào thoát hàng hay không. Đấy, rồi thì em sẽ đi vào các cái mã dòng banh trước nhé. Mã dòng banh Vietcombank đi. Đấy, thì Vietcombank anh chị để ý là hôm qua cũng cũng nói rồi, thì cái nhịp này nó sẽ làm một cái nền ở vùng này và chắc là tầm 4 5 phiên thôi. Đấy, 1 phiên, 2 phiên, 3 phiên, 4 5. Đấy, tầm 2 phiên nữa thôi. Khả năng ngày mai nó lại có những cái nhịp mà nó kéo lên tầm 80 89. Đúng không ạ? Có khả năng là nó sẽ kéo lên để nó lấp cái gap này và phiên thứ 5 là nó sẽ về luôn cái vùng đỉnh cũ. Đấy là cái dự đoán của em. Đấy, thì cái kịch bản nó là như vậy và em cũng đánh giá và em cũng trải nghiệm cái thị trường này nó nhiều lần rồi. Đấy, thì cái dự đoán của em là như vậy. Anh chị có thể tham khảo. Đấy, Vietcombank này thì anh chị có thể canh cái nhịp này để chúng ta gom, bởi vì cái lượng hàng hôm trước là tạo lập, họ họ đạp xuống thì tất nhiên họ phải dùng cái lượng hàng trong túi ra để họ đạp, đúng không ạ? Để làm sao để gom được cái lượng hàng lớn. Đấy, thì mở cửa ra phát là tạo lập họ đã cho, có nghĩa là họ đã mở một cái gap giảm xuống rồi và để cho anh chị nhà đầu tư mình giao dịch ở cái vùng này, chứ họ sẽ không cho kéo lên, kéo mua lên, đúng không ạ? Thì đối bình thường thì nếu với 3 triệu 6 cổ phiếu trong cái ngày hôm đấy là có thể để cho Vietcombank là nó tăng trần rồi, đúng không ạ? Nhưng mà hôm đấy là tạo lập họ chỉ kê giá ở phía dưới thôi và ai sợ thì sẽ bán ra ngày hôm đấy. Hôm đấy ATC nó cũng khá là gọi là khá là choáng váng. Hôm thì ATC nó úp như vậy thì hôm sau rất nhiều anh chị nhà đầu tư mình có
tâm lý hoang mang, thì bán nhoằng cái bán xuống tầm 84, thì nó hồi phục lên tầm lại về 87 thôi. Đấy, hồi phục lên lại về 87. Thì anh chị có thể để ý là ngày mai ngày kia có cái vùng giá nó hấp dẫn tầm 87 này, hoặc có thể dưới 87 một chút thì chúng ta có thể gom được Vietcombank. Đấy. Còn Vietcombank thì em thấy là nó tích lũy, nó làm cái nền, nó nền chồng nền mà. Từ 2020 đến đến hiện tại rồi mà nó tích lũy lại này, anh chị để ý này, nó đạp xuống 83. 83 cũng là một cái vùng hỗ trợ cứng, đúng không ạ? Vùng hỗ trợ cứng của nó 83.5. Đấy, từ cái vùng hỗ trợ là tầm từ tháng 1 năm 2021 đến tận bây giờ luôn. Đấy, thì nó test lại nó cứng rồi. Thì khả năng là nhịp tới nó chạy rất là mạnh. Thế anh chị để ý. Techcombank đi. Techcombank đi. À, thì cũng hôm nay thì khối lượng nó rất là cạn kiệt rồi. Đấy, thì nó xác nhận là cái vùng này là đang tạo đáy rồi, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta chỉ cần nhìn cái khối lượng giao dịch ngày hôm nay thấp hơn một nửa. Đấy, thấp thấp hơn một nửa so với trung bình 10 phiên. Đúng không ạ? 10 phiên là tầm 12 triệu 3. Và hôm nay là 12 triệu còn hôm nay là 6 triệu mốt thôi. Thì nó đánh giá được là cái vùng này giờ hiện tại không còn ai bán nữa rồi. Đúng không ạ? Quá quá chán nản. Đúng không ạ? Đấy, thì nhà đầu tư nào nắm giữ dài hạn thì họ sẽ không bao giờ căn những cái điểm này họ bán đâu, mà họ chỉ căn những cái nhịp mà nó cổ phiếu nó tăng nhanh, tăng nóng thì họ lúc đấy họ mới bán. Chứ những cái nhịp như này giảm có một vài phần trăm này họ không bao giờ họ bán. Đấy, thì có ai bán thì chẳng qua là những nhà đầu tư lướt sóng ở cái vùng trên này, họ xuống đây họ sợ quá họ bán, hoặc ai bị call margin các thứ đấy thì họ sẽ bán ở cái vùng này. Hấp thụ đủ cái thì khả năng ngày mai ngày kia là nó sẽ đi theo như Vietcombank luôn. Vietcombank thì nó chạy nó bứt nền rồi. Còn ông Techcombank này thì ông ấy vẫn chưa có những cái nhịp ông bứt nền lên, để nhịp tới này sẽ có những cái giai đoạn nó chạy rất là mạnh và nhanh. Đấy. Tích lũy càng lâu thì một khi mà nó đã chạy thì rất là nhanh và mạnh, và chúng ta mà mở mắt ra là đã thấy nó bật gap tăng trần rồi. Đấy, như những cái nhịp trước nó tăng rất là nhanh và mạnh anh chị nhé. Đấy, CTG đi. CTG nhé anh chị nhé. Đấy, thì em tiện qua cái mã nào thì em xem luôn cho cái anh chị nhà đầu tư mình ở trong nhóm, trong room Zalo. Anh chị nào chưa vào room Zalo của em thì có thể click xuống dưới cái link ở dưới phần mô tả. Đấy, thì anh chị mình có thể tham gia và đặt câu hỏi cho em. Đấy, cuối ngày thì em sẽ nhắn lên là anh chị cần xem cái mã nào, thì em sẽ làm cái video để em nhận định luôn ở trên cái video cho nó nhanh, đúng không? Rồi thì CTG nhé. CTG thì anh chị thấy được là nó liên tục nó làm cái xu hướng, nó đây hiện tại nó đang vào cái xu hướng là uptrend, đúng không ạ? Uptrend thì bây giờ hiện tại anh chị cứ nắm là nó lãi, cứ nắm là lãi thôi. Thế thôi. Đấy, còn mình chẳng may mình mua ở đỉnh chẳng hạn, thì xuống nhịp này nếu mà anh chị còn tiền thì có thể canh trung bình thêm. Đấy, có thể mua thêm ở cái vùng này, bởi vì hiện tại nó đang sắp chạm vào, có nghĩa là nó chạm vào cái đường nó trend line, nó đang hướng lên, đúng không ạ? Thì hiện tại là về cái vùng này chả còn ai bán nữa rồi, thì bây giờ tạo lập họ đánh giá lại cái lượng cổ phiếu mà về cái vùng này không ai bán thì tại sao họ lại phải 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 đạp nữa, đúng không ạ? Đấy, thì một cổ phiếu, các cái tổ chức, các cái đội lớn họ nắm giữ còn nhiều hơn cả cả mình. Đấy, thì họ chả có họ không 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 nóng vội thì thôi, mình nóng vội gì, đúng không ạ? Thì họ đã tích họ xem lại cái tâm lý anh chị nhà đầu tư mình ở cái vùng này liệu còn ai bán không. Thì hôm nay anh chị thấy được dòng banh thì dường như là nó cạn kiệt về về khối lượng. Đấy, thì cả dòng luôn, gần như em thấy là cả dòng banh hôm nay rất là cạn kiệt về khối lượng. Đấy, thì có thể là 1-2 phiên tới là nó sẽ break và nó về lại cái đỉnh cũ thôi. CTG thì hiện tại anh chị cứ canh gom thật nhiều cái vùng này vào. Đấy, còn nếu mà để mà nó về vùng 32 bây giờ rất là khó. Rất là khó luôn. Đấy, thì một khi mà nó chạy và nó tích lũy nhiều như này, đây là những cái vùng mà ví dụ như những cái nhịp mà nó break lên thì tổ chức tạo lập họ đã gom được cái vùng này, rất khó để họ
họ họ làm thủng cái vùng giá này, đúng không ạ? Nếu mà bây giờ thủng cái vùng giá 34 chẳng hạn thì họ tạo lập, họ tổ chức, họ lỗ rất là nhiều đấy, và không bao giờ họ để lỗ như vậy, họ cứ đặt tay ở bên dưới họ gom thôi và họ đỡ nhẹ nhàng đấy. Anh chị để ý này, đây đỡ đây, đây là đỡ đúng không ạ? Đấy, kê lệnh như này không phải đỡ là gì đấy, mà cái lệnh bán thì có tí ti này, thì dường như là hôm nào anh chị để ý là CTG dường như hôm nào là cũng có cái tổ chức họ đặt lệnh ở phía dưới họ đỡ rất là mạnh đấy. Thì vài ngày tới thôi là sẽ có những cái nhịp mà lại phải đua lệnh để mua, anh chị nào bán thì về sau lại phải đua lệnh để mua thôi đấy. Còn rồi tiếp theo đi em xem mở cái banh cho em, mở cái banh anh chị nhá, mở cái banh thì ở mở cái banh hôm nay vốn này vốn cạn kinh khủng luôn đúng không ạ? Có vốn hôm nay có 9 triệu 3 bằng những cái phiên mà tích lũy ngày xưa đấy, hôm nay có 9 triệu 3 mà trung bình là 21 triệu, là quá nửa, hôm nay là vốn thấp quá nửa luôn, nhưng mà sao xu hướng nó vẫn đang ở nằm trên cái đường MA 20 đấy thì nó vẫn rất là tốt. Thì anh chị mình có thể tham gia MA banh này và cái kiếm cái lượng lợi nhuận nó nhanh hơn đấy, bởi vì ví dụ như CTG chẳng hạn thì bây giờ CTG chúng ta chỉ ăn được cái nhịp mà gọi là nhịp nó về lại cái đỉnh cũ thôi và nó tích lũy lại, còn MA banh này là anh chị mình ăn cái nhịp là nhịp nó break cái đỉnh cũ, tức là nó liên tục nó tạo một cái đỉnh mới đấy, chứ còn cái kháng cự cũ này là nó break rồi đấy, và nó hấp thụ lại được cái lượng hàng. Đây anh chị để ý là vol rất lớn và hấp thụ lại rất là đẹp đấy, thì vài ngày tới thôi nó lại chạy tiếp như những cái nhịp như này thôi đấy, như những nhịp này nó break lên thì nó đây, những cái nhịp này nó break lên đúng không ạ, nó break lên thì nó lại kéo về nó hỗ trợ, à nó test lại cái hỗ trợ, thì như nhịp này break lên test về hỗ trợ, đây là cái vùng hỗ trợ này tầm 32 đấy, kéo chân đạp xuống 32 cái rút lại rút chân đấy, thì chứng tỏ là rất là khỏe. Đây như những cái nhịp trước nhé, anh chị thấy những cái phiên mà nó có cái có nghĩa là cạn cung đúng không ạ? Đấy hôm mấy hôm là ba mấy triệu cổ phiếu đúng không ạ? Ba mấy 40 triệu à đâu 20 hay là 30 triệu cổ phiếu đấy, nhưng mà mấy hôm mà cạn cung này có 10 triệu cổ phiếu thôi đấy, thì cũng quanh quanh cái ngưỡng ngày hôm nay đấy thì nó bắt đầu nó chạy đấy, test cung cạn cái là nó chạy nó liên tục luôn anh chị nhá. Thì ai mà vào được những cái nhịp này mà lên nắm giữ được về cái độ vùng đỉnh này thì cũng có cái lượng lợi nhuận nó khoảng ba mấy phần trăm đấy, thì em cũng là một người tham gia cái vùng này thì em hiểu. Cái vùng này em tham gia là có MB Bank này, STB này, LP Bank đợt vừa rồi. À có nghĩa là đợt tháng 5 năm ngoái. Rồi thì MB Bank này sang STB nhá. STB thì hôm nay là vol cũng 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 khá là tương đối tốt đúng không ạ? Tương đối tốt thì nó về lại cái vùng hỗ trợ cũ này. Thì cái vùng này thực ra em đánh giá là ông STB này ống rất là nặng, bởi vì sao, cả 100 triệu cổ phiếu nó nắm giữ nó bị kẹt ở cái vùng đỉnh cũ này, thì lên trên này là em đợt trước thì cũng thấy khá là ngạc nhiên khi mà nó tăng mạnh, nhưng mà về sau thì mình cũng đánh giá lại là kiểu gì thì nó cũng phải test lại thôi, bởi vì những lượng hàng kẹt ở cái vùng đỉnh cũ này rất là nhiều, cả 100 triệu cổ phiếu cơ ấy, về vùng này nó mà cứ đi sideways nó thì rất nhiều nhà đầu tư nạn và bán ra. Đấy, thì dường như đây là cái nhịp cuối nó tích lũy lại, nó test lại là bây giờ hiện tại dường như cái dòng tiền là dòng tiền mới chứ không phải dòng tiền cũ họ nắm giữ nữa. Đấy, dòng tiền mới hết rồi. Đấy, còn nhiều người về đây là họ bắt đầu họ gom thêm. Đấy, gom thêm cái vùng này. Đấy, thì nhịp tới này nó chạy rất là mạnh và nhanh. Đấy. Đây như những cái nhịp trước này, khi mà nó break lên nổ vol thì cả 100 triệu cổ phiếu chạy nhoằng cái lên 40-50% đấy, thì mua vùng 20.000 lên phát là ba mấy nghìn đấy, thì anh chị mình để ý cái thời của cổ phiếu nào thì chúng ta sẽ theo cái cổ phiếu đấy, chứ không không nhất thiết là chúng ta không nhất thiết phải theo một cái cổ phiếu nào đó cả cả năm đấy, thì chúng ta chỉ cần là có nghĩa là chỉ cần xem là tầm vài tháng thôi. Đấy, để mặc cái áo.
lạnh. Rồi thì STB này, em sang STB thì anh chị có thể gom được cái vùng này nhé, gom được. Rồi sang Techcombank này, TPBank này, TPBank xem sao. TPBank thì hôm nay vốn cũng cạn rồi, mấy hôm mấy phiên trước là tiền vào rất là lớn, đang làm cái mẫu hình vai đầu vai. Đây là vai trái này, đấy. Đây là đầu này và đây là vai. Hiện tại là nó đang tạo một cái vai bên phải, và một khi nó break được cái vai bên phải này thì nó chạy rất là mạnh anh chị nhé. Đấy. Tiền vào rất là lớn rồi. TPBank thì hiện tại thì chúng ta cứ lấy vị thế tầm 50%, nhịp tới nó break cái thì chúng ta vào thêm. VPBank anh chị nhé, VPBank đi. Đấy thì VPBank là một mã cũng tương đối là tốt, bởi vì nó cả về cơ bản thì chúng ta không có gì để bàn, bởi vì nó dòng ngân hàng thì nó dòng tăng trưởng, mà mấy ông đầu ngành này thì cơ bản thì tương đối tốt rồi. Còn bây giờ hiện tại là chúng ta nhìn về kỹ thuật thì nó đã tích lũy từ bao nhiêu, tháng 5 năm 2021 đến tận bây giờ là tức là 7 tháng rồi. Tức là 7 tháng rồi thì nó tích lũy lại và nó gom được rất là nhiều cái lượng hàng của anh chị nhà đầu tư mình. Đấy, mình nản quá thì mình bán thôi, chứ không có cái gì mà giảm quá sâu mà rũ mạnh cả. Đấy, mình nản quá mình bán. Đấy thì nhịp này em đánh giá là cạn cung, để test test cạn cung rồi thì cái nhịp tới nó chạy rất là mạnh và nó break break tức là nó test lại cái vùng đỉnh cũ này, nó là lần cuối. Đấy, nhịp tới nó chạy thì nó chạy rất là mạnh và nó break cái đỉnh cũ này nó nhanh thôi, không có gì gọi là nặng nề cả. Anh chị nào nắm giữ VPBank thì vẫn cứ yên tâm, anh chị có thể gia tăng được. Rồi thì hôm nay em sang sang dòng bất động sản anh chị nhé, sang dòng bất động sản luôn. Thì hôm nay dòng bất động sản tăng rất là nóng, đúng không ạ? Thì sau một cái nhịp giảm đợt vừa rồi nó giảm tầm 50%, thì nhiều nhà đầu tư mình gọi là rung lắc, rất là bị tâm lý, đúng không ạ? Thì nhiều anh chị cũng nhắn với em mà sợ quá các kiểu ấy, hay chị bán ra. Nên chị bán thì em cũng khuyên là thôi đừng có bán, tầm này kiểu gì nó cũng có cái sự hồi phục. Đấy thì nhịp này nó hồi phục để chúng ta xem được là nhịp tới này, nếu vài ngày nữa thôi là nó hồi phục lên, là nó hồi phục để cho nó để bán hay là để tích lũy lại và nó sẽ có một cái trend tăng tiếp. DG thì mấy hôm nay thì anh chị nào mua 120 đấy, dường như là cũng cũng ít nhỉ, cũng ít anh chị mua nhẹ 120 lắm. Đấy thì anh chị nào mua đợt đợt trước theo em, anh chị theo em thì mua cái vùng nền này là tầm sáu mấy nghìn, thì đến hiện tại là nó không bị lỗ vốn nữa rồi, nó bắt đầu lãi tầm 20% rồi, đúng không ạ? Đấy thì hiện tại là hôm nay nó hồi phục thì gọi là cũng cũng có những cái, đây là những cái phiên mà nó hồi phục theo kỹ thuật rồi. Đây, em tắt các cái điểm này đi. Đây là những cái phiên nó hồi phục kỹ thuật, đúng không ạ? Đấy, tầm ngày 20 tháng 1 là hồi phục theo kỹ thuật, nó giảm thêm một nhịp nữa để đánh giá lại cái cung cầu nhà đầu tư mình liệu còn ai bán nhiều hay không. Đấy thì nó gom sạch rồi, nó gom sạch rồi thì hiện tại thì nó hồi phục lên và nó nằm, nó hồi phục, nó break luôn cái MA20. Đấy thì nằm trên MA20 rồi thì cứ yên tâm là nó có thể trong ngắn hạn nó sẽ tăng. Đấy, có thể tích lũy cái vùng tầm 89 90 này tầm vài phiên, nếu mà cung cầu nó ok đạt thì lúc đấy em mới bắt đầu em tham gia. Còn hiện tại nó tăng nóng quá. Anh chị nào mua được cái vùng này rất là chúc mừng anh chị. Đấy. DG. Đấy, thực ra thì bất động sản thì cái game của nó kéo dài, nó lâu lắm. Bất động sản thì năm nào chính phủ cũng in tiền, đúng không ạ? Đấy thì năm nào nó cũng có những cái nhịp mà nó kéo lên. Đấy thì anh chị mình để ý là nó cứ âm ỉ nó tăng thôi. DG âm ỉ tăng từ 8.000, đúng không ạ? Từ 8.000, 9.000 nó lên nhoằng cái lên tận 120.000, 130.000, đúng không? Đấy thì nó cứ âm ỉ nó tăng thôi. Năm ngoái thực ra thì năm ngoái dòng bất động sản nó không có quá nhiều game, ví dụ như CII chẳng hạn, cũng làm gì có quá nhiều game đâu. Nhưng mà ông DG này, đấy thì có ông quỹ đất khủng, đúng không ạ? Thì nó cứ tăng dần, tăng dần, tăng dần.
Đấy. Rồi nó cũng vào cái nhịp mà tầm tháng 1 là cái nhịp mà ngân hàng nó bắt đầu nó có cái nó thu hút được cái lực cầu. Đấy, thu hút được cái lực cầu thì mấy ông bất động sản mấy ông ấy lại có những cái nhịp mà tích lũy. Đấy, đến tầm tháng 7. Tháng 7 xong là dòng ngân hàng các thứ thì đi vào cái nhịp mà downtrend hoặc là tích lũy thì mấy ông DG này ông chạy rất là mạnh. Đấy. Thì chúng ta cũng cứ để ý sau tầm bình thường hàng năm ấy, là đến tầm tháng 5 tháng 6 là chúng ta có thể rút rút quân từ dòng bất động sản à, dòng ngân hàng ra rồi. Đấy, dòng ngân hàng chúng ta có thể trading chút dòng chứng khoán. Đấy, dòng chứng khoán thôi. Còn lại là chúng ta bắt đầu gom sang cái dòng bất động sản tầm giữa năm. Đấy, em là C đi. À, đi G sang CEO cái. CEO thì nó làm nền sớm rồi. Nó làm nền và nó hấp thụ lại được cái lượng hàng ở phía trên nó bán xong xuôi hết rồi. Đấy, làm hai hai cái đáy này, đáy một này, đáy hai này thì cái lượng hàng nó hấp thụ lại nó rất là lớn rồi. Anh chị có thể để ý này. Đấy, những cái phiên như này nó vôn hấp thụ lại lượng hàng thì hôm nay nó lên rất là nhẹ thôi. Nó không có gì cả. Đấy, nó thu hút được cái lực cầu mới rồi. Thì lực cầu mới này nó sẽ giúp phần nó đẩy cái giá cổ phiếu lên. Đấy, về cái nội tại của doanh nghiệp thì nó cũng khá là tốt rồi. Nó cũng tương đối tốt bởi vì ông CEO này ông hiện quỹ vừa rồi ông lãi đâu đó 900%, tức là 9 lần so với cùng kỳ. Đúng không ạ? Thì ông này ông không phải là bên bán trực tiếp mà ông thông qua một công ty để bán nên cái tiền về hơi chậm. Đánh giá vào báo cáo thì nó hơi chậm thôi. Thì khả năng nhịp tới này nó sẽ có những cái nhịp mà nó kéo về lại cái đỉnh cũ này, xem liệu anh chị mình nắm ở những vùng này có bán hay không. Đấy thì nó sẽ tích lũy lại. Cái câu chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Và hiện tại nó vẫn có những cái nhịp hồi phục rồi. Đấy thì cái vùng 97 70 71 này thì nó dễ thôi. Ngày mai break mà. Đấy, FLC đi. Đấy, FLC thì cũng như là ông DG thôi. Đấy nó cũng giảm 50 60% thì cũng như ông CEO giảm mạnh cái gì? CEO giảm bao nhiêu phần trăm? Từ 100 đi. 54%. Đấy. Thì nhiều nhà đầu tư mình thực ra thì FLC thì nó chỉnh thì cũng như là mấy thằng bất động sản khác nó chỉnh thôi. Đấy, bây giờ hồi phục thì tất cả mấy ông này hồi phục hết. Mà ông FLC thì ông chưa hồi phục được nhiều. Thì khả năng nhịp tới là ông hồi phục lên tầm 15 16. Rồi sẽ có cái nhịp nó phải tích lũy lại và đôi chúng ta đánh giá và tham gia thêm. Còn hiện tại thì chúng hôm nay cũng tham gia một ít FLC rồi. Đấy, FLC thì anh chị có nắm giữ thì vẫn cứ yên tâm. Cứ yên tâm thôi. Hiện tại có rất nhiều tin tức tốt của FLC. Đấy, Bamboo ký hợp đồng SR các thứ này. Đấy. Hôm nay thì khối ngoại mua có 12 tỷ thôi. À, bán 12 tỷ. À, xem qua cái tự doanh ngày 16 hôm nay bán 100 tỷ thì tập trung bán Mansan mà MDG. Ấy thì vĩ mô nó bắt đầu nó ổn định lại thì những cái ông mà bán lẻ các thứ này thì lại không được đón nhận nhiều. Đấy. Vĩ mô chiến tranh các thứ. Chúng ta xem qua dầu, dầu thì hiện tại đang tăng. Hôm qua giảm tầm mấy phần trăm. Đấy, hôm nay tăng lại tầm lên tận lại 93 rồi. Xem qua cái biểu đồ. Mà thôi, biểu đồ chúng ta xem sau đi. Có gì em sẽ cập nhật trong room sau. Rồi em xem luôn một số các cái mã anh chị mình. PHP à? PHP là mã cảng Hải Phòng đúng không ạ? Cảng Hải Phòng. Đấy thì dòng cảng thì nó vẫn tốt thôi. Các cái tin vĩ mô thì hiện tại thì nó các cái giá cảng đấy, giá vận tải thì nó vẫn cứ neo ở cái vùng giá cao. Nó vẫn chưa có cái dấu hiệu nó giảm. Thì anh chị mình có thể là kỳ vọng được cái nguồn lợi nhuận tiếp theo cái mức lợi nhuận nó ổn định và nó phát triển trong năm tới. Đấy, trong 2022 và 2023. Đấy thì nhịp này nó tích lũy lại
tích lũy lại, nó hấp thụ lại cái lượng hàng mà anh chị mình bị kẹt ở vùng này. Tuy nhiên là nó không có quá nhiều lực bán ở cái vùng này thì nó rất dễ chạy thôi. Đấy thì vùng này chúng ta có thể gom được. Vùng này chúng ta có thể gom được. Nếu anh chị nào nắm giữ thì cứ yên tâm nắm giữ thôi. PHP này, HAH, GMD giờ đang có những cái nhịp mà nó hồi phục rất là mạnh, dòng tiền lớn vào. Thì những cái mã PHP này nó sẽ chạy sau, bởi vì ở những cái con đầu ngành thì được nhà đầu tư họ đón nhận trước, bởi vì nó cái lợi nhuận nó lớn, lợi nhuận đến nó lớn. Còn mấy ông này thì cái lượng lợi nhuận nó bé thôi, nó không có quá nhiều. Đấy. Với cả dòng mấy ông này thì dòng tiền bây giờ dòng tiền lớn vào cái là trần ngay. Họ cái dòng tiền lớn quá có nghĩa là cái dòng tiền mà từ HAH các thứ họ chuyển sang thì ông này ông trần cả cả năm. Ông HAH một ngày là 40 tỷ đúng không ạ? Có những cái phiên mà nó lên được cả 100 tỷ, 200 tỷ. Đấy thì nó một khi mà nó đổ vào PHP cái thì nó trần cả năm. Đấy, còn bởi vì ông PHP là cái vốn ông bé, cái lượng lợi nhuận với cả cái cổ đông các thứ thì họ cũng cũng không không mặn mà giao dịch, đúng không ạ? Đấy. Rồi thì nhịp tới thì chúng ta xem mà có phát cổ tức hay chia các thứ để cái lượng free float nó cao hơn không, thì lúc mới đủ cái thanh khoản để các nhà đầu tư lớn họ ra vào. Rồi em xem HQC của anh Thanh, HQC HQC thì hiện nó làm cái nền rồi, nó làm cái nền cái vùng này rồi thì cứ yên tâm thôi. Yên tâm thì vùng này nó sẽ có nhịp hồi phục về tầm 8.5, lúc đấy chúng ta sẽ xem xét. Đấy, xem xét thì liệu nó yếu hay mạnh thì chúng ta sẽ canh thoát hay là mua thêm. Đấy, còn hiện tại nó cứ chạy thôi, nó cứ chạy lên cái vùng đấy thôi. Anh chị mình cứ yên tâm. Đấy, anh chị nắm giữ thì vẫn cứ yên tâm nắm giữ. Còn để mà nói bây giờ về tầm 10.6 luôn thì khó, rất là khó. Đấy, hiện tại thì đang sóng dòng bay. Hiện tại đang sóng trend chính vẫn là trend bay. Nên là anh chị mình cũng cũng thận trọng, và nếu mà có ăn được cái nhịp hồi này thì rất là chúc mừng anh chị, và anh chị cũng nên là giữ lại cái lượng lợi nhuận đấy. Đấy thì để tốt hơn. Chứ như cái nhịp trước thì rất nhiều anh chị mình có lợi nhuận rồi, nhưng mà để sau nhoằng cái nó giảm mất sạch. Đấy, nhiều anh chị còn âm cơ. Đấy, nên là chúng ta lại phải tốn thời gian chúng ta đợi nó lên. Đấy, chúng ta bỏ lỡ mất cơn sóng của banh. Đấy, bỏ lỡ cơn sóng của dòng bán lẻ các thứ. Đấy, Dabaco các kiểu. Đấy. Rồi thì HQC thì anh chị vẫn giữ anh chị nhé. Vẫn giữ, cố giữ để nhịp tới xem hồi mạnh hay yếu. Rồi, OCB, C4G nhỉ. OCB. À, OCB thì nó làm cái trend, có nghĩa hiện tại nó vẫn đang giữ một cái trend tăng, một trend tăng từ từ lúc mà nó IPO đến bây giờ nó vẫn giữ một cái trend tăng. Khi mà những cái mã mà cổ phiếu vẫn giữ một trend tăng này thì dường như sẽ có một cái nhịp, sẽ có một cái nhịp nó break hẳn lên. Đấy thì như ông gách GX đợt trước. Đấy, GX đợt trước thì nó có một cái trend nó tăng dần lên. Đấy thì anh chị mình rất là nản đúng không ạ? Nó trend tăng dần. Anh chị làm anh chị mình rất là nản. Nhưng một khi nó chạy thì nó chạy rất là mạnh. Nên anh chị mình nắm OCB thì nắm OCB chúng ta vẫn cứ yên tâm và nắm giữ. Đấy, hiện tại nó trong ngắn hạn thì nó đang làm một cái vùng nền ở đây rồi nên cũng không quá lo lắng. Không quá lo lắng, hiện tại vol nó khá là bé nên chúng ta có thể gom được cái vùng này, và nhịp tới nó break cái vùng tầm 29-30 nó dễ thôi. Đấy, bởi vì nó về đây nó test lại rồi thì ai bán thì cũng bán rồi. Dòng tiền mới bắt đầu quay trở lại và vào lại thì chúng ta sẽ có thể kỳ vọng một cái target mới là tầm 32.000 nha. C4G. Đấy, C4G thì tiền liên tục vào thôi, tiền lúc liên tục vào và đỡ rất là mạnh.
Đúng không ạ? Thì em đánh giá là C4G hiện đợt vừa rồi nó cũng không có, tức là nó tăng dần chứ nó không quá tăng nóng. Đấy, một khi mà tăng nóng lên thì ở bên upcore mà nó nhoằng cái nó tăng x2 x3. Đấy, sau nó giảm thì nó cũng giảm sâu, nên lúc đấy thì chúng ta sẽ tính sau. Còn hiện tại C4G nó vẫn tốt, những cái dự án đầu tư công các thứ thì nó vẫn được triển khai. Ông C4G thì được bàn giao là được giao 700 km đường thì phải. Đấy, nếu em nhớ không nhầm. Đấy, thì cái lượng lợi nhuận năm tới thì nó rất là lớn. Nên anh chị mình cứ yên tâm nắm giữ. Ông này tăng vốn 1:1 thì là lên 200. Lên 200 2.200 tỷ, đúng không ạ? Là 220 triệu cổ phiếu. Hiện tại thì cái thay đổi, cái số liệu ở đây nó vẫn chưa thay đổi. Rồi thì C4G thì anh chị mình vẫn có thể là nắm giữ, và nhịp tới này khi mà khả năng là sẽ tầm vài phiên nữa thôi là chúng ta có thể mua thêm, mua quanh cái vùng tầm 20 26 này, 20.6 này. Đấy, thì chúng ta có thể kênh gom thêm. Hiện tại thì có rất nhiều mã có điểm mua ở cái vùng ở vùng hiện tại. Hiện tại có rất nhiều mã có điểm mua, ví dụ như như dòng banh ấy. Đấy thì anh chị mình cố gắng gom thật nhiều dòng banh, bởi vì nó cũng gọi là cái tàu nó đợi. Đấy, tàu đợi cho chúng ta cho nhịp cuối của hành trình. Đấy, còn những cái nhịp như CD4G các thứ thì chúng ta có thể tham gia sau. Đấy, xây dựng bất động sản các thứ thì dường như nó sẽ chạy vào nửa cuối năm, chứ đầu năm thì nó không có quá nhiều game. Đấy, đầu năm thì là cái game chính là game của ông banh rồi. Đấy, chia cổ tức các kiểu, tăng vốn các kiểu, rất là được nhà đầu tư kỳ vọng. Năm nào cũng thế thôi. Rồi sang dòng dầu khí cho anh Thông này. Dầu khí BR nhá. BR thì dầu khí đây, dầu khí thế giới hiện tại đang tăng rất là lớn, rất là mạnh, đúng không ạ? Đấy thì cái nhịp mà vừa rồi nó điều chỉnh mấy hôm trước, nó điều chỉnh là do chiến tranh các thứ, nó không có chiến tranh nữa thì mấy ông dầu khí lại lại chán nản, đúng không? Bây giờ chiến tranh thì tiêu thụ dầu mới nhiều, nhưng mà không chán nản thôi. À không 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 chiến tranh thì thôi thì lại bình thường. Đấy, dường như là kiểu gì thì nó cũng có những cái nhịp nó uptrend, nó hiện tại nó đang vào cái pha uptrend mà kiểu gì nó cũng chạy. Đấy, thì nó hiện tại nó cũng chạy lên tầm chín mấy nghìn rồi, sắp tới nó mà vượt ngưỡng 100 đô thì nó mới là một cú hích lớn cho dầu khí. Đấy, thì các cái mã dầu khí của Việt Nam nó chạy rất là mạnh, và anh chị để ý nhé, tay to họ vào rất là lớn đấy. Đấy mà chúng ta không để ý là chúng ta bán mất hàng. Hôm nay là họ vào 520 tỷ, đúng không ạ? Hôm nay ai, anh chị để ý này, ai là người kê những cái giá này, mà tại sao không có những cái người kê bán nó lớn như này, đúng không ạ? Thì dường như là những người mà kê bán lớn là họ đớp hết, họ ăn hết luôn. Còn họ sẽ để một tay ở bên trái là làm sao? Là để kê lệnh anh chị nào, có nghĩa là những cái người nào mà họ không muốn kê, họ cầm cả triệu cổ phiếu họ không muốn kê, họ bán MP luôn thì sẽ đỡ được cái giá của cổ phiếu mà nó không bị rơi mạnh. Đấy, thì hiện tại là cái mã BR được tay to các thứ họ gom rất là lớn. Đấy, nhịp tới này tăng rất là mạnh. Đấy thì anh chị mình canh cái nhịp này chúng ta có thể gom lại. Đấy, hiện tại giá tầm 26.4 này thì cũng khá là hợp lý rồi, bởi vì nó vừa break cái đỉnh cũ này và nó về nó test lại cái vùng đỉnh cũ thì ok. Đấy, 25.8 này thì thoải mái thôi, thoải mái mà gom. Đấy, nhịp tới nó mà chạy, dòng dầu khí nó mà chạy thì anh chị mình không thể mua được. Ngày nào mở mắt ra cũng trần. Đấy, như những cái nhịp trước mở mắt ra trần. Đấy, ông BR thì hiện tại nó tăng chắc thì chúng ta có thể tham gia được. Còn nhịp tới nó tăng trần các thứ anh chị hỏi mua thì em rất là khó trả lời. Đó. Ôi, anh thế anh chị nhé. Ôi thì bây giờ hiện tại kênh của chúng ta có thể tham gia. Chúng ta có thể tham gia luôn cái giá hiện tại 18.1. Nó không có vấn đề gì cả. Hiện tại nó đây tiền tiền lớn đang đang vào rồi. Đấy, tiền lớn đang vào rất là nhiều.
và nhịp tới này nó break cái là rất là sướng thôi. Đấy, như anh chị nhà đầu tư mình gom lớn cái vùng này thì nó mà chạy các thứ thì nó nhanh lắm, nó nhoáng cái x2 tài khoản ngay PVD đúng không ạ? PVD hiện tạo đáy rồi, hai đáy rồi, hai đáy rồi anh chị nhé. Đang test test lại cái ngưỡng hỗ trợ tầm 50 là 30 ấy. Giá 30 thì nó rất là tốt đúng không ạ? Đấy thì nhịp một là sao ạ? Nhịp một là rũ bỏ nhà đầu tư mình. Đấy, rũ sạch ra, rũ sạch cho nhà đầu tư mình bán hết. Đấy thì nhịp hai là gì? Nhịp hai là test lại xem liệu còn ai bán không, thì hôm nay sáng nay chả còn ai bán rồi thì chiều kéo lên luôn. Đấy, nhà đầu tư lớn thì họ sẵn sàng họ ăn lại cái lượng hàng, và dường như là cái nhịp này reset xong cái dòng tiền rồi, dòng tiền cũ nắm ở phía này và phía trên này thì dường như bán hết rồi, còn ai găn lì thì kệ họ thôi. Còn giờ những nhà đầu tư cũ mà họ nhát gan họ bán sạch thì nhà đầu tư mới họ bắt đầu vào. Đấy thì sắp tới nhé, đấy cái tâm lý của anh chị nhà đầu tư mình khi mà nó về lại cái vùng 33 thì chúng ta lại đu vào. Nhà đầu tư cũ kẹt ở phía cũ này, phía này, phía bên trái này. Đấy, cắt lỗ ở đây, cắt lỗ ở phía dưới tầm 30, 29, 30. Đấy, xong rồi thấy nó lên 33 lại đu vào. Đấy, còn đu vào thì em không biết là nó có chỉnh nữa hay không, hay là nó break luôn lên. Lúc đấy thì chúng ta sẽ xem sau. Còn đấy là cái tâm lý nó tâm lý của anh chị nhà đầu tư mình như thế. Đấy, nhiều F0 nhiều F0 họ có cái tâm lý như vậy, nên em cũng chia sẻ luôn. Rồi, bây giờ PVS. PVS nữa anh chị nhá. PVS thì hôm nay không giảm nhiều. À, thì PVS hôm nay làm một cái cây nến doji đúng không ạ? Cây nến doji thì khá tốt thôi. Đấy, bởi vì hôm qua là nó chạm vào cái ngưỡng kháng cự rất là cứng của PVS này, và dường như cái nhịp này nó khả năng là nhịp này nó chạy rất là mạnh anh chị nhá, chị mình để ý. Đấy, khả năng nhịp này nó chạy rất là mạnh. Đấy, tiền lớn này. Đấy, tiền vào rất là lớn này, chúng ta không quan tâm cái lợi nhuận các thứ quá nhiều. Bởi vì ông giàu này không đánh theo dầu thế giới. Đánh theo dầu thế giới các thứ với cả cái nhóm này, nhóm đầu cơ cao. Nên chúng cái lợi nhuận thì lợi nhuận hay không thì họ có thể họ vẽ báo các kiểu ra thì chúng ta sẽ tính sau. Còn hiện tại là cái nhà đầu tư lớn họ gom được cái lượng lớn hàng ở vùng này rồi, mà nó đi rất là chắc cái vùng này đúng không ạ? Anh chị mình để ý nhé, khi mà nó tạo cái bê tông ở cái vùng này nó rất khó là để gãy cái chen này nhé. Bây giờ anh chị thử xem, nó không bao giờ nó gãy quá giá 26 luôn. Đấy, lúc nào cái giá nào nó cũng được kê tầm mấy trăm nghìn, giá nào cũng được kê mấy trăm nghìn như BR luôn. Thì em đánh giá là cái nhịp tới này khi mà đã gom mà kê đủ cái lệnh rồi, nhà đầu tư bán mình chán quá mình chả bán nữa, thì bây giờ toàn những cái nhà đầu tư mua thôi, và các cái đội lái tổ chức họ chỉ kích thích anh chị mình tầm nhìn cái lệnh đua lệnh các thứ, là cứ thế mà chúng ta lại xông vào đua lệnh thôi. Đấy, đua sớm thì còn lãi, thì đua muộn nên thì có mà đu đỉnh. Đấy, như những cái nhịp trước này nó chạy, nhưng nó chạy không để cho anh chị mình mua luôn, nó trần liên tục. Đấy, một khi mua tầm chúng ta em cũng bảo là đợi tích lũy đúng không ạ? Đợi tích lũy đây, vùng tích lũy đây. Đấy, đợi tích lũy xong thì có mà đỉnh đỉnh luôn. Đúng không ạ? Đấy, đợi tích lũy xong thì đỉnh rồi. Đấy, đua mua thì còn có ăn, nhưng mà đợi tích lũy dầu mà nó đợi tích lũy mà trong một cái chen chạy thì dường như là nó đỉnh. Đấy thì em đánh giá là cái dòng dầu nó đi như vậy, nên anh chị mình cũng 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 lưu ý. Đấy, đấy là cái kinh nghiệm em tham gia trên thị trường thì em cũng chia sẻ lại cho anh chị. Rồi, xem anh Hero này, xem họ anh HNG, em xem HNG chút nhá. HNG thì hiện tại nó đang làm cái nền, nhưng mà cái tin tức nó bị hủy niêm yết nó vẫn quá là lớn đúng không ạ? Thì anh chị mình cái nhịp này thì dường như là các cái đội họ họ ra hết rồi. Nhịp này họ đội họ ra hết rồi thì thôi mình cũng ra thôi, chứ đừng có cố mà giữ làm gì, đừng cố giữ đúng không? Chúng ta tìm một cái cơ hội mới chứ không 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 cố cố giữ làm cái gì cả.
đội các thứ họ ra hết hàng, ra hết sạch hàng rồi đấy các thứ. Còn những cái cổ đông lớn thì họ mua thì dường như là họ sẽ không bao giờ bán, họ rất ít khi cổ đông lớn họ bán đấy. Nên là anh chị mình cứ đừng thể đừng mua theo các cái tin tức cổ đông các thứ họ mua, bởi vì họ mua cổ chưa chắc là họ đã mua ở cái vùng này đâu, bởi vì họ thỏa thuận thì có thỏa thuận với những cái acc của đội lái, họ mua ở cái vùng tầm 5-6 nghìn thôi đấy. Có thể là họ sẽ mua cái vùng, ví dụ như họ thỏa thuận với ông đội lái chẳng hạn, giá ghi ở trên trên sàn là mua với cái giá tầm 15 nghìn, nhưng thực ra thì đưa ông 15 nghìn cái thì ông đội lái thì ông lại chuyển khoản lại cho 5 nghìn đấy, ví dụ như thế. Ông đội lái thì ông gom giá 5 nghìn, mà trên này thì các anh các chị nội bộ thì mua với giá 15 nghìn, nhưng mà giá thực tế là mua giá 10 nghìn thì ông đội lái lãi gấp đôi thôi, cũng chiết khấu trong nội bộ đấy. Thì em cũng đánh giá là nhịp này là dường như là HAG là đang phải tích lũy lại thôi đấy. Có thể nó sẽ rơi tiếp và có thể nó sẽ đi ngang để tích lũy lại, nhưng mà nhìn chung thì nó cũng rất là lâu, nhưng mà 1 năm thì chỉ có sóng một lần thôi, 1 năm thì chỉ có sóng một lần thôi chứ không có nhiều sóng đâu. Nên là đã hết sóng thì thôi anh chị mình ra và tham gia những cái mã khác, sai thì sửa thôi chứ không có cái vấn đề gì cả. HNG đấy, HNG thì cũng y hệt như là HNG nhé. Đấy, thì chúng ta thôi cũng chấp nhận và tháo tháo ra, bởi vì ông này đâu có nhiều game đâu đấy. Ví dụ như ông bất động sản các thứ sóng sánh các thứ thì sốt đất sốt tiếp các thứ thì khi nào sốt đất cái nó lại chạy đúng không ạ, in tiền lại chạy đấy. Còn mấy ông này thì làm gì có gì, nông nghiệp này thì nếu mà ông Trung Quốc mấy ông cửa khẩu các thứ thì mà đóng vào cái thì mấy ông này đói luôn đúng không ạ. Nên là chúng ta cũng không, nếu mà ăn sóng thì ăn sóng ngắn thôi, nếu mà đầu tư dài hạn thì anh chị phải nắm như là những cái người dài hạn thực thụ luôn, là nắm tầm vài năm chúng ta không không để ý đến cái tài khoản nữa. Chứ thực ra bây giờ nếu mà để không để ý đến tài khoản rất là khó, ở đây tiền của mình đúng không đấy, nó vẫn đào chen đây. Hiện tại anh chị để ý đào chen ấy, cái đỉnh liên tục nó đào chen này lên lên đến cái vùng này, anh chị thấy bán rất là mạnh. Ông HLG lại bán 48 triệu cổ phiếu nữa thì ông chỉ căn những cái nhịp mà chúng ta hưng phấn lên thì ông mới bán thôi, chứ vùng này thì không không bao giờ ông bán được đấy. Vùng này bán cái thì không ai mua, nhưng mà những cái vùng trên này anh chị mình có nghĩa là đua mua luôn. Thấy ông HNG trần thì chúng ta cũng mua đu mua ông HNG đúng không ạ. Đấy thì đúng là cái mục đích của ông HNG, ông kéo lên cái vùng để ông bán thôi đấy, chuẩn không đấy. Thực ra về về dưới này mới báo tin đúng không ạ, thì về vùng dưới này thì ông bán nốt một phần thôi, còn trên này ông bán rất là nhiều đấy. Nên chị mình cũng để ý, hiện tại thì em đánh giá là có thể nó sẽ hồi phục lên một chút. HNG thì nó không có dính tin gì cả, có thể nó hồi phục lên một chút thì chúng ta bán. Còn HNG không có dính tin gì đấy, còn ông HAG thì ông đang dính cái tin hủy niêm yết các thứ đấy, thì chúng ta cũng canh mà mình thoát ra. Em không cần biết là cái tin tức các thứ nó như nào đấy, thực ra là những cái tin tức đấy là những cái tin tức mà các cái đội họ cố tình họ bung ra để dìm, bắt đầu dìm cái giá cổ phiếu xuống. Bây giờ kể cả nhé, em cũng trải qua rất là nhiều các cái sóng như này rồi, kể cả là không bị hủy niêm yết thì chăng nữa thì cái cổ phiếu này nó vẫn cứ đi và nó giảm dần thôi, nó giảm dần để nó về lại cái vùng cân bằng đội lái các thứ, họ lúc đấy họ mới vào. Chứ anh chị mình đừng thấy là cái vùng này hiện tại vẫn chưa đủ chiết khấu cho các cái đội đâu. Các cái đội họ mua giá tầm bán giá tầm 14 15 mà họ bán từ cái vùng này rồi. Họ bán tầm từ giá 10 bán lên thì bây giờ nó phải về dưới 10 thì nó mới gom được. Chứ bây giờ về cái vùng giá 10 thì gom có mà lỗ đúng không ạ? Gom lại cái vùng này thì rất nhiều anh chị nhà đầu tư mình bị bán tháo ra ngay. Đấy thì em đấy là cái kinh nghiệm em chia sẻ là anh chị mình có thấy có vấn đề gì thì có thể nhắn tin xuống nhắn tin Zalo của cho em hoặc là comment phía dưới. Và bé
MBS thì nó làm cái nền rất là tốt rồi, anh chị mình, anh Hero vẫn cứ nắm giữ anh nhé. Đấy thì các cái tin tức cái thứ thì dòng chứng khoán hiện tại chúng ta cũng không có nhiều cái gì để bàn cãi cả. Cái chứng khoán rất là tốt rồi. Đấy, chúng ta nắm cái mã nào vẫn cứ nắm thôi chứ đừng đừng có bán. Bán đi tự dưng mất cái cơ hội. Hiện tại sóng chính vẫn là chứng khoán với cả dòng banh nên là chúng ta cứ cứ căn chỉnh là chúng ta tham gia. Đấy, có thể ông chứng khoán thì ông sẽ chạy sau ông banh một chút bởi vì ông chứng khoán ông ấy nắm banh rất là nhiều. Nên là ông banh phải chạy đã thì ông chứng khoán mới được hưởng lợi và nhà đầu tư nhìn đến cái danh mục ấy, thì mới đầu tư. Rồi ông MBS à BMS Bảo Minh đúng không? Chứng khoán Bảo Minh thì Bảo Minh thì nó thực ra vốn vốn các thứ của Bảo Minh thì nó không có đạt để nhà đầu tư lớn ra vào. Em đánh giá nhịp này nó vẫn còn phải tích lũy nữa bởi vì nó mới vào một cái chen chen gọi là chen hấp thụ và cạn cung như này thì rất khó để nhà đầu tư lớn vào. Cạn cung này rất khó để nhà đầu tư lớn vào. Bây giờ anh chị mình có mấy mấy tỷ, 20 tỷ chẳng hạn, anh chị mình nhìn một cái mã thanh khoản 1 tỷ 6 một ngày anh chị có dám vào đúng không? Đấy thì khi nào mà nó hồi phục dần và cái lượng thanh khoản nó đạt ví dụ như mấy trăm cổ nghìn cổ phiếu một ngày hoặc là mấy triệu cổ phiếu một ngày thì chúng ta có thể tham gia. Chứ hiện tại thì cái mã này nó hiện tại rất là khó. Đấy, có thể nó hồi phục nhẹ thôi, nó hồi phục nhẹ lên cái vùng này. Đấy. Mà bây giờ hiện tại cổ phiếu nó vẫn đang có chen nó chen giảm, nó nằm dưới MA20, nằm dưới MA100. Thì cũng vẫn đang chen giảm. Đấy, không biết lý do gì. Mà lãi thì vẫn lãi rồi nhưng không biết lý do gì mà nó vẫn đang chen giảm. Đấy thì anh chị mình cũng lưu ý thôi chứ không, thực ra cái này thì các cái thông tin mà em đưa ra thì anh chị tham khảo. Còn cái quyết định chính vẫn là ở anh chị thôi. LC này, VGT chiều chiều muộn. VGT. À VGT hiện tại thì đây, lãi thì lợi nhuận thì khá lớn rồi anh chị nhá. Lợi nhuận khá lớn rồi, tốt rồi. Đấy thì hiện tại đang làm cái nền này. Đang làm cái nền. Thì nó cũng giống như Vietcombank thôi, nó cũng đi nền chồng nền. Đây, nền chồng nền đây. Đấy, nó break lên thì cái nhịp tới nó lại hồi phục và nó lại break qua cái 30 này, giá 30 thì nó break dễ thôi. Đấy, nhịp này thì nó cạn cung rồi, nhưng khả năng là nó cũng từ từ nó chạy thôi. Đấy, cứ túc tắc nó chạy lên. Đấy, thì anh chị anh có thể căn, hiện tại chúng ta có thể căn mua được rồi. Mà căn mua được rồi bởi vì nó thực ra cái vùng này em không căn ke cái giá nữa bởi vì nó cũng rẻ so với cái giá trị doanh nghiệp rồi. KBC chiều bán. KBC chiều bán ạ. Đúng không ạ? Chiều bán target đúng không ạ? Thì đây, từ từ em xem cái xu hướng của nó. Hiện tại KBC nó vẫn đang ở cái xu hướng tăng đúng không ạ? Đang ở xu hướng tăng thì chúng ta có thể xem cái ngưỡng target Fibonacci 0.618 là tầm 63.75 và Fibonacci 1 là 71.4 thì chúng ta có thể căn. Về cái vùng này thì chắc chắn là 63.75 thì chắc chắn là sẽ có cái nhịp tích lũy lại cái đỉnh cũ tháng 1 này là chắc chắn rồi. Đấy còn tích lũy lại đỉnh cũ này em đánh giá là kiểu gì thì nó cũng chạy vượt đỉnh thôi. Đấy, có thể là nó giảm ngắn hạn. Đấy, nó giảm ngắn hạn. Thì như dòng banh thôi, nó có thể nó giảm ngắn hạn một chút đấy nhưng mà tuy nhiên là nó trong trung hạn nó vẫn chạy. Thì nếu mà chị nắm giữ dài hạn trung hạn thì chúng ta có thể để cái mức target tầm 71.4 để chúng ta bán. Rồi, ok, video của em đến đây cũng cũng khá dài đấy, thì mong anh chị mình thấy hay thì anh chị có thể ấn like cái video này và đăng ký kênh. Anh chị muốn tham gia cái room tư vấn thì anh chị có thể nhấn cái link ở phía dưới phần mô tả. Anh chị muốn mở tài khoản chứng khoán công ty chứng khoán VPS thì anh chị có thể nhắn tin trực tiếp Zalo số điện thoại em để trên màn hình. Rồi thì chúc anh chị một buổi tối vui vẻ. Chúc mong ngày mai chúng ta sẽ có một cái phiên giao dịch nó thật sự là hiệu quả. Ngày mai cũng là một cái phiên nó đáo hạn phái sinh nữa. Đấy, thì anh chị cũng cẩn trọng.